Huy Mộc Hương, Mộc Hương Shop, mến chào các bác. Đây các bác đang nhìn trên màn hình là cái vòng mẫu vòng đốt trúc gỗ trầm hương tự nhiên núi rừng. Hàng tốc banh, hàng phân khúc tầm trung cấp. Các bác đang nhìn tôi đang chọn cho một anh khách cái sợi trúc 12 ni hàng tốc phá banh này, rất là chất lượng. Đây, tôi tặng cho anh cái hộp mà được bảo hành này, bảo quản vòng này. Và bên trong này nó có một ít cái miếng gỗ. Đó, những cái miếng gỗ như này thì nó là phôi cắt ra thừa, thì tôi sẽ để lại và tôi tặng các bác khi mà các bác mua vòng nhé, để các bác có thể là bảo quản trước vòng của mình, đó, ướp vòng, bảo quản vòng, đó, dưỡng vòng rất là tốt, hiệu quả nhé các bác. Cái nọ như này thì khi mà các bác mua hàng là bên tôi sẽ tặng này, tặng kèm các bác những cái vòng trầm, vòng hoàng đàn, rồi vòng những cái loại gỗ thơm, đó, những loại gỗ thơm cao cấp, hoàng đàn, đàn hương, trầm hương. Đó. Thì tôi sẽ tặng các bác những cái vòng đựng giữ mùi như này. Và cái vòng này cũng có một anh khách ở Nha Trang, Khánh Hòa thì phải, tôi nhớ không nhầm. Tôi nên video ngắn rồi đấy các bác, đây là video mà chi tiết hơn. Tôi review cho các bác cái vòng trầm hương đốt trúc hàng tốc banh núi rừng tự nhiên này. Và cũng là cái thông tin khuyến mại giảm giá cho các bác, cái hai cái loại này thì đang được khuyến mại giảm giá và cái sản phẩm này bán chạy nhất, cái vòng mẫu vòng đốt trúc này các bác này. Có một hôm nay có một anh ở Bình Dương, đó, anh ấy lấy cái sợi đây các bác, đố các bác biết đây là sợi bao nhiêu ni, 16 ni nhé các bác, đó, 16 ni, hàng rất là chất lượng luôn, anh ấy 80 cân anh đeo 16 ni, đó, giá cực kỳ tốt nhá, đang được giảm giá khuyến mại cực kỳ tốt. Như cái vòng 12 ni này thì phù hợp với anh em nào đây là tầm 60 đến 65 70 cân nhá. Thì giá của nó là 3,8 triệu thì đang được giảm còn 3,2 triệu một sợi nhá các bác. Các bác lấy thì báo tôi nhá. Các bác được tặng là hộp và tặng cái miếng sông này. Đó, cái miếng ở bên dưới này. Miếng vụn để bảo quản dưỡng vòng này. Đó là hai đơn hôm nay tôi gửi đi. Và cái đơn này thì anh ấy đang chờ, anh ấy chốt, anh ấy đặt trước cho bên tôi thì tôi sẽ gửi. Đó, anh ấy, tôi đã gửi video ngắn và gửi hình cho anh xem rồi, anh ấy ưng ý rồi. Thì những cái bác nào mà đã đặt hàng bên tôi hoặc là đấy đã đặt là khách hàng bên tôi rồi thì các bác không cần phải chuyển khoản, trừ khi các bác có nhu cầu chuyển, các bác đặt trước rồi, các bác chuyển trước thì đỡ lúc mà nhận hàng thì các bác không phải chuyển nhận tiền, gửi tiền nữa, mức nhận hàng nữa. Nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ này, đó là cái vấn đề mà tin tưởng, uy tín. Thì các bác nếu mà theo dõi một Hương Shop thì các bác biết cái sự uy tín và cái việc bán hàng ở trên này, người ta bên tôi bán hàng như thế nào, các bác biết rồi. Các bác theo dõi một thời gian là các bác biết nhé. Đó, việc bán hàng này, rồi chăm sóc khách hàng sau khi bán này, các bác muốn bảo dưỡng vòng hay là muốn tư vấn như thế nào đánh bóng vòng lại là bên tôi vẫn hỗ trợ các bác miễn phí nhá. Các bác yên tâm khi mà nhận hàng, đặt hàng nhá. Đó, đã là khách hàng thì mãi mãi sẽ là khách hàng, bên tôi sẽ hỗ trợ các bác từ lúc đặt hàng cho đến mãi về sau nhé các bác nhá. Các bác yên tâm, kể cả những cái sản phẩm mà các bác không mua bên tôi. Đó, mà các bác muốn hỗ trợ bên tôi vẫn hỗ trợ, trừ là những cái trường hợp các bác đã là khách hàng của bên tôi rồi. Ví dụ các bác mua cái vòng bên khác, sau đó là các bác muốn bên tôi hỗ trợ đánh bóng cùng với cái vòng các bác mua vòng bên tôi thì ok. Hay các bác gửi hai cái vòng về là bên tôi sẽ đánh bóng hỗ trợ các bác. Đó, tất nhiên cái vòng bên kia thì phải tính phí rồi, còn cái vòng bên tôi thì sẽ không tính phí nhé các bác nhé. Đó, tính phí để cho anh em xưởng anh em có phí để trang trải thôi. Đó. Còn tất cả những cái vòng các bác mua bên tôi thì sẽ hỗ trợ đánh bóng miễn phí trong thời gian bảo hành 5 năm. Còn sau 5 năm các bác muốn đánh bóng thì bên tôi vẫn hỗ trợ và vẫn hỗ trợ các bác trọn đời. Nhưng mà các bác phải gửi phí cho anh em thợ một chút. Đó. Thì cái đấy là các bác có nhu cầu thì bên tôi vẫn hỗ trợ nhé. Những cái sản phẩm trầm hương như này nó có cả 10 ni này, cả 12 ni, 14 ni, 16 ni, 18 ni. Đó, như cái này là 16 ni. Rất là to, đẹp.
vân dầu đẹp đó. Lát nữa anh ấy chuyển khoản là tôi sẽ đóng hàng và cũng tặng một cái hộp như này và cho một cái một số cái vụn vụn gỗ trầm như này để dưỡng phòng đó. Các bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên Mộc Hương. Như cái vòng này là hiện tại là giá đang là 5,5 triệu thì đang giảm còn 4,8 triệu một sợi nhé các bác, 16 ni nhé. Các bác đặt thì báo tôi nhé, đang có khuyến mại cực kỳ tốt, giảm giá cực kỳ là chất lượng cho các bác. 10 ni thì giá nó sẽ rẻ hơn, 10 ni như sợi này này, 10 ni như sợi này là 2,8 triệu thì đang được giảm còn 2,2 triệu nhé các bác. 10 ni vân rất là đẹp luôn, vân dầu rất đẹp. Hàng chọn nhé các bác, hàng chọn, hàng này là hàng chọn vân này, đấy các bác thấy không, vân dầu rất đẹp, chất lượng. Một 10 ni để phù hợp với các bác nào mà tay nữ hoặc là tay nam tầm 50 cân thôi đó, tay nhỏ thôi, thơm rất là sướng luôn, thơm rất dịu nhẹ. Cái hương thơm của cái trầm hương tốc banh này nó thơm dịu nhẹ dễ chịu lắm. Ngoài ra những cái mẫu trầm hương đốt trúc này thì bên tôi còn có vòng hạt tròn này, rồi thì vòng chuỗi nhá các bác, chuỗi 108 hạt cũng đang được khuyến mại giảm giá tốt nhá. Các bác đặt hàng báo tôi nhá, thì tôi sẽ tư vấn cho các bác qua Zalo. Rồi cuối clip thì xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe nhá, có sức khỏe thì sẽ có làm ra tiền tài tài lộc, sức khỏe là quan trọng nhất nha các bác. Rồi các bác nào mà có nhu cầu những cái sản phẩm trầm hương hay là sông đốt hay vòng tay phong thủy hay mặt đeo thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với Mộc Hương Shop nhé, bên tôi sẽ tư vấn cho các bác và các bác sẽ nhận được những cái sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất, chuẩn nhất, tự nhiên, núi rừng. Xin chào các bác nha.